Ở đâu đó có hai người đang yêu nhau nha cả nhà. Đây, một em đồng hồ tình yêu. Ở đằng sau là có hình con rồng và có hai người đang bậy bạ nha. Đây là đồng hồ cơ cốt của Nhật Dominic, phiên bản 18 cộng, size của nó là 43, mới 100% nha, mặt đen. Có hai núm, thì núm bên đây là xoay hướng, xoay niền trong chỉ hướng, benzen ngoài là tính vận tốc nha, unit per hour. Còn này lên code, ấn lịch nhanh qua tháng, ấn lịch nhanh qua ngày, lịch năm, lịch thứ ấn, dây thép đúc đề mi. Còn em đang đeo, quá đẹp luôn cả nhà, còn đúng một con nha, dây thép đúc, giá vẫn như cũ nha. Để giá tốt cho cái nhà là 248, mới 100% luôn. Rồi, đây một em đồng hồ Mỹ nè cả nhà. Đó, lộ cơ for sale. Đó, kính rin luôn nha, kính là còn khắc chữ for sale nha. Size của nó là 38, trong suốt nha, trong suốt nè. Dành cho anh em nào tay vừa và nhỏ, tay 14 đến 18, 19 là ok. Vỏ máy vàng hồng nha cả nhà. Nè, đó, 20 chân kính đáy xoáy có cốt tay hàng Mỹ nha. Mã nó 135 nha. Quá độc, quá đẹp luôn, có cả cốt tay. Đây là đồng hồ cơ automatic của Mỹ. Thích Nhật có luôn. Full body size. Size 42 khóa bướm. Máy là máy Citizen 21 chân kính nha, mã 198. Có cả cốt tay. Cọc số La Mã vàng hồng. Đáy xoáy. Máy Miyota Citizen 21 chân kính khóa bướm nha. Rồi. Không thích thì em có con này. Seiko Mod Automatic. Thiên Hà. Size 42, tên gọi là SKX007 nha. Dây đề mi thép đúc khóa bướm, khóa bấm, có khóa bảo vệ luôn. Máy NH35A 24 chân kính, kính sapphire niền 2 tầng, có cả cốt tay và có hacking stop luôn. Dây thép đúc quá độc, quá đẹp, dạ quang là cực sáng cho cả nhà luôn nha. Mã của nó là 268, dạ quang sáng như đèn nè cả nhà. À, tay nè, ôi rồi niền hai màu, bảo hành 1 năm luôn. Seiko Automatic nha. Không thích em có con hàng Mỹ nàng nêu nha, mã 185, size 43, nguyên hộp, chưa qua sử dụng luôn, dây khóa đồ mới tinh còn nguyên tem đáy nha, có cả có tay, nó cầm nhẹ là chạy nha, relic, giá mới cao nha cả nhà, giá mới cũng tầm 6-7 triệu thôi, mà giá em chỉ có 185 thôi, size 43 nha. Có cả có tay nha cả nhà. Rồi. Còn em đang có một em siêu phẩm. Kính kính ánh xanh. Quá trời quá đất đẹp luôn. Daicel Italy 6 kim bấm nhựa thao lịch lọc, mã 178. Size của nó là 40 nha. 40, càng của nó cỡ
càng cực nha, càng năm mươi mấy thôi, tay phải hơn 16 là đeo ok. Mặt của nó là đa giác dán tăng, hàng cực hiếm đáy nè, có hình thổ dân. Kính ánh xanh rất là đẹp. Dần reset nè. Ấn nè. Dần nè. Reset nè. Quá đẹp luôn nha. Núm nè. Rồi, em xin hết nha, em cảm ơn.